Làng Phương Lâm xưa có tên gọi là Hoa Lâm Trang hay Sách Mộc Kiều, là một ngôi làng nhỏ của xã Đồng Hóa. Sử sách còn ghi lại nơi đây được cho là nơi trú ngụ của người Việt cổ, là mảnh đất có lợi thế về quân sự, cũng là nơi sơn thủy hữu tình. Thiên nhiên đã ban tặng cho mảnh đất này nhiều di sản quý. Những người già trong làng còn truyền tai nhau nhiều câu chuyện ly kỳ hấp dẫn về sự tích nấm bái tướng gắn liền với sự ra đời của môn thể thao vật võ của quê nhà, hay sự tích ba vuông sánh với bảy tròn để nói về hiện tượng tự nhiên trên các cánh đồng của làng với những nấm đất vuông, nấm đất tròn do tạo hóa ban tặng. Theo thời gian, những nấm đất huyền thoại đã dần chỉ còn trong ký ức của những người cao tuổi. Theo các cụ cao niên trong làng, khi xưa có ba chị em là bà Hoàng Thị Trân cùng hai người em sinh đôi là Hoàng Đình Độ và Hoàng Đình Ái đã có công phò tá thái úy Lý Đường Kiệt đánh đuổi quân xâm lược nhà Tống bình định giặc Chiêm Thành, quấy phá biên ải phía Nam, bảo toàn thống nhất lãnh thổ của dân tộc. Khi giặc tan, bờ có yên bình, ba chị em quay về làng sinh sống những năm cuối đời và thác ở đây. Tưởng nhớ công lao của ba người, dân làng đã tôn ba chị em là thành hoàng làng, đời đời nhang khói. Riêng chân nhang của tướng Hoàng Đình Ái được phối thờ ở chùa do những năm cuối đời ông đã quy y cửa Phật. Lễ hội truyền thống của Phương Lâm được tổ chức hàng năm, thường diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 9 đến hết ngày 14 tháng Giêng âm lịch. Chính hội là ngày 12 âm lịch, với nhiều hoạt động đặc biệt hấp dẫn và thu hút. Lễ hội là dịp thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, trao truyền các giá trị văn hóa, lịch sử từ đời này sang đời khác. Trong những ngày tổ chức lễ hội, đình Phương Lâm trở thành một không gian thiêng, là trung tâm của mọi nghi thức trọng đại. Điểm nhấn tại lễ hội làng Phương Lâm là nghi thức rước kiệu. Nghi thức này diễn ra trong buổi chiều ngày 9 tháng Giêng. Kiệu được xuất phát từ đình đến miếu thờ bà Hoàng Thị Trân trước. Sau khi rước chân nhang bà Hoàng Thị Trân về đình, đoàn rước đã lên chùa để rước chân nhang tướng Hoàng Đình Ái. Đoàn rước kiệu đông đúc và nhiều màu sắc, thu hút đông đảo người dân tham gia. Một đặc điểm khác chính là chỉ có kiệu bà là quay khi được rước về đình. Trên đường từ miếu về đình, khi thì kiệu đi nhanh, lúc lại đi chậm, có khi đứng im hoặc trở về vị trí ban đầu, lúc thì quay tít. Đây là tác nhân khiến cho đoàn rước trở nên náo nhiệt đông đúc, bởi người dân tin rằng kiệu quay là thể hiện sự linh thiêng trong lễ hội, cá nhân hòa tan vào cộng đồng làng xã, ai cũng muốn có mặt vào thời khắc thiêng liêng ấy để đón tài đón lộc may mắn cả năm. Một điểm nhấn khác của lễ hội truyền thống làng Phương Lâm chính là vật võ. Đây là môn thể thao cổ truyền của làng, được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Những người già trong làng kể lại, ông tổ vật võ của làng là hai anh em song sinh, cũng chính là hai trong ba vị thành hoàng làng, Hoàng Đình Độ và Hoàng Đình Ái. Trong một lần về thăm quê hương, nhận thấy nơi đây thế rất đẹp, lại có khu rừng rậm rạp quanh năm um tùm cây cối, là nơi lý tưởng để trú ngụ chống giặc của các nghĩa quân, nên hai ông đã truyền dạy môn vật võ cho dân làng để giúp ích khi nước nhà cần. Vật võ được người dân gìn giữ như gìn giữ một nét đẹp văn hóa và được trao truyền từ đời này sang đời khác, trở thành niềm tự hào của người dân Phương Lâm trong những dịp diễn ra hội làng. Trong những ngày diễn ra lễ hội, nhân dân làng Phương Lâm cùng các làng lân cận còn tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí, tạm quên đi những nỗi lo toan của đời sống thường nhật, để cùng chìm đắm vào không khí lễ hội vui tươi, rộn ràng. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, lễ hội truyền thống làng Phương Lâm vẫn tồn tại như một mạch ngầm, bất tận kết nối truyền thống với hiện tại và tương lai. Sau những ngày lễ hội, người dân làng Phương Lâm lại tất bật bắt đầu mùa vụ mới với nhiều niềm tin, hy vọng mới về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Sâu lắng về quê tôi có cánh đồng bát
chân trường mùa màng để bồi thu kim bàng quê hương tôi mảnh đất kiên trung đi vào lịch sử nhưng chỉ còn chưa vẫn còn vàng mai đèn cao vùng người hàng cây quýt lầm lên trên cỏ kim bàng quê ta ơi tình làng năm xưa vẫn uy còn đó người dân trong kim tự hào bao thế hệ truyền thống vinh quang quê hương ta đó phương tiên phù truyền thống quê hương kim bàng hôm nay rường bóng cờ bay rộn ràng lời ca vui cùng xóm nhỏ cùng nắm tay nhau ta say đắm tiếng mình để là lời ca quê hương tôi nghĩa tình sâu nặng về với quê tôi có cánh đồng bát ngát nương lúa dân trường mùa màng về bồi thu kim bàng quê hương tôi mảnh đất kiên trung đi vào lịch sử từng chiếc cổng xưa vẫn còn vang mãi đèn cao hồng vời hàng cây quýt trên con kim bàng quê ta ơi đình làng năm xưa vẫn uy còn đó người dân trong tim tự hào bao thế hệ truyền thống vinh quang quê hương ta đó bước tiêm cùng truyền thống quê hương kim bàng hôm nay rực bóng cờ bay trả lời ca vui cùng xóm nhỏ cùng nắm tay nhau ta say đắm quê hương mình bước tiếp cùng truyền thống quê hương kim bàng hôm nay trường bóng cờ bay rộn ràng lời ca vui cùng xóm nhỏ cùng nắm tay nhau ta say đắm quê hương mình cùng nắm tay nhau ta say đắm quê.